Nó như cái trái này là bình thường là mình thấy là nó cái da màu xanh thôi, mà mình lặt ra là mình thấy ở trong nó trắng nhấp à. Mình không lặt trắng là trắng trên đầu. Nát gì? Ừ. Chị lặt khoảng 2-3 lá thôi, 2-3 lá ở trong này. Cái lá này nó nằm ở trong trái. Rồi mình lặt tới chừa ngay cái nút này thôi. Giống như cái lá đồng lúa vậy đó. Nó tới đó thôi. Còn hồi nãy là cái nãy là cái chị lặt lên thế trên này luôn. Đó, chị mấy trái trên đó. Rồi. Lặt mấy lá ngoài thôi. Rồi. 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 Lặt gì vài bữa vậy? Vài lá trên thôi. Rồi. Rồi đằng kia luôn. Cái này là đầm lá thôi.